Xin chào quý vị và các bạn. Hình như quý vị cũng đã biết là cái công văn số 602 của Bộ Ngoại giao Cục lãnh sự vào ngày 2 tháng 3 vừa qua thì đã thống nhất một số cái chuyến bay sẽ về Việt Nam, sẽ đưa công dân của chúng ta ở nước ngoài Việt Nam trong thời gian từ ngày 1 tháng 3 cho đến ngày 10 tháng 3 như sau. Thứ nhất là cái chuyến bay vào ngày 5 tháng 3 từ Nhật Bản sẽ dự kiến chở 355 công dân của chúng ta về nước. Chuyến bay này mang số hiệu là VN303 và chuyến bay này thì không bao gồm trẻ em dưới 2 tuổi. Dự kiến thì sẽ hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh vào ngày 5 tháng 3 2021. Tiếp theo đó là chuyến bay từ Đài Loan chở 460 công dân, dự kiến bay vào ngày 5 tháng 3 và cũng sẽ không bao gồm trẻ em dưới 2 tuổi. Từ Đài Loan về Việt Nam thì chúng ta sẽ có 2 chuyến bay. Trong tổng số 460 công dân về Việt Nam thì chúng ta sẽ chia ra làm 2 chuyến bay. Chuyến bay thứ nhất mang số hiệu là VJ2849 sẽ chở 230 công dân của chúng ta sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Và chuyến bay thứ hai đó là chuyến bay VJ8519 dự kiến cũng sẽ chở là 230 công dân của chúng ta cũng sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Chuyến đầu thì hạ cánh vào lúc 21:30, còn chuyến thứ hai thì hạ cánh lúc 22:00 ngày 5 tháng 3. Và dự kiến từ Malaysia thì sẽ chở là khoảng 370 công dân của chúng ta về nước vào ngày 6 tháng 3. Thì chúng ta sẽ có 2 chuyến bay, đó là của hãng Bamboo Airways. Chuyến thứ nhất là chuyến mang số hiệu là QH9312, dự kiến sẽ chở là 188 công dân. Và chuyến thứ hai mang số hiệu là QH9314, dự kiến sẽ chở 182 công dân. Và cả hai chuyến bay này dự kiến sẽ rời Malaysia về Việt Nam. Chuyến thứ nhất thì sẽ bay về Việt Nam và hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ vào lúc 15:35 phút ngày 6 tháng 3. Và chuyến thứ hai thì cũng sẽ dự kiến hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ vào lúc 17:35. Tiếp nữa đó là chuyến bay từ Philippines. Thì chuyến bay này cũng do hãng hàng không Bamboo Airways đảm nhận. Chuyến bay tiếp theo cùng ngày 7 tháng 3 đó là chuyến bay từ Singapore về nước sẽ dự kiến là chở 360 người. Còn một chuyến sẽ do hãng hàng không Vietnam Airlines làm nhận, đó là từ Mỹ về Việt Nam, khiến sẽ chở là 355 công dân của chúng ta. Thì trên chuyến bay này cũng sẽ không bao gồm trẻ em dưới 2 tuổi. Và lịch trình thì sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 1:15 phút ngày 10 tháng 3. Bên phía Đại sứ quán Việt Nam tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, viết tắt là UAE, cùng với Oman và Qatar đã có thông báo số 5 về chuyến bay hồi hương từ UAE về Việt Nam trong ngày 9 tháng 3. Thì chuyến bay này sẽ dự kiến đưa công dân Việt Nam của chúng ta tại UAE, Oman và Qatar về nước và sẽ xuất phát từ sân bay Dubai vào 21:05 tối ngày 9 tháng 3 này. Và dự kiến sẽ đưa 81 công dân Việt Nam của chúng ta từ UAE được xét duyệt về nước trong chuyến bay này. Và quý vị cũng lưu ý một điều là khi mà hướng dẫn mua vé thì chúng ta sẽ được cán bộ của Đại sứ quán trực tiếp gửi tới từng công dân được duyệt sau thông báo này và thông qua cái địa chỉ email. Duy nhất một địa chỉ email đó là đại sứ quán việt nam.uae@gmail.com hoặc từ số điện thoại 97153964069 và số 97156360188 và sẽ được nhắn tin qua WhatsApp. Và bên phía đại sứ quán của chúng ta cũng đề nghị với công dân của chúng ta đó là chúng ta hãy cảnh giác với những cái thông tin mà liên quan đến việc xét duyệt danh sách về nước mà không xuất phát từ cái địa chỉ email hoặc là cái số điện thoại nói trên. Và chỉ những người nhận được thông báo hướng dẫn mua vé và hoàn tất thủ tục mua vé mới được phép lên máy bay về nước. Đại sứ quán cũng đề nghị những công dân được xét duyệt về nước trên chuyến bay này hãy chủ động và hãy chịu trách nhiệm hoàn toàn tất cả các thủ tục pháp lý bao gồm như là nộp phạt, quá hạn visa, scan mắt, lấy vân tay nếu như cảnh sát yêu cầu với các cơ quan chức năng của UAE để được phép xuất cảnh và lên máy bay. Đại sứ quán sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về chuyến bay trên trang Facebook chính thức của Đại sứ quán. Và hiện nay thì Đại sứ quán vẫn đang tiếp tục kiến nghị cơ quan trong nước tổ chức thêm các cái chuyến bay để mà đưa công dân Việt Nam chúng ta về nước trong tháng 4/2021 này và sẽ thông báo rộng rãi cho tất cả công dân của chúng ta đang còn mắc kẹt tại UAE sau khi có thông tin chính thức. Và cái đầu mối mà liên hệ với đại sứ quán liên quan đến chuyến bay đó là có thể gặp anh Nguyễn Tuấn Linh qua số điện thoại là 97150396469 hoặc là 97156360188. Địa chỉ email là đại sứ quán việt nam.uae@gmail.com. Trước đó thì bên Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Xê Út thì cũng đã thông tin về việc cảnh báo chúng ta về cái tình trạng lừa đảo trên mạng
bởi vì trong thời gian vừa qua thì đã xuất hiện một số thông tin chưa chính xác đăng tải trên mạng xã hội về tổ chức các chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam tại Ả Rập và một số nước trong khu vực. Và thực sự đã xuất hiện rất là nhiều cái trang Facebook giả mạo gọi là Đại sứ quán Việt Nam tại Dubai. Và Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập khẳng định hiện chỉ sử dụng duy nhất một trang Facebook để mà hỗ trợ tuyên truyền thông tin tới công dân của chúng ta đang ở Ả Rập và khuyến cáo là công dân của chúng ta là hãy cảnh giác đối với những thông tin có liên quan từ nguồn khác trên mạng Internet. Và mọi thắc mắc về bảo hộ công dân thì có thể liên hệ qua số điện thoại là 0501-299-789. Trước đó thì Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập thì cũng có cái thông báo số 4/2021. Thông báo số 4 này có nội dung đó là được sự đồng ý của các cơ quan chức năng trong nước thì Đại sứ quán Việt Nam tại UAE đang phối hợp với các đại sứ quán Việt Nam tại Romania, Ả Rập Xê Út, Qatar và hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines để tổ chức chuyến bay đưa công dân Việt Nam của chúng ta tại Romania, Oman, Qatar và UAE về nước. Và dự kiến vào ngày 9/3/2021, Đại sứ quán Việt Nam tại UAE sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và thông báo cho mọi người trên trang Facebook chính thức của Đại sứ quán. Thì cũng có khá là nhiều cô chú, quý vị và các bạn đã comment trên kênh rằng là đang ở các nước Romania và Oman, Qatar thì khi nào có chuyến bay về nước. Và hôm nay đã có thông báo chính thức từ Đại sứ quán Việt Nam của chúng ta về sẽ về cùng trong đợt ngày 9/3 này. Trong đó thì có Romania, Oman, Qatar và UAE sẽ đi chung trên một chuyến bay. Hiện nay thì Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cũng đang hết sức nỗ lực để mà phối hợp với các cơ quan trong nước tổ chức chuyến bay hồi hương cho công dân của chúng ta về nước do gặp khó khăn vì dịch bệnh Covid-19. Và thực sự là những công dân này phải là những công dân có nguyện vọng về nước. Và khi có thông báo chính thức thì Đại sứ quán sẽ thông báo sớm nhất cho đến mọi người. Theo quy định của chính phủ thì Đại sứ quán Việt Nam tại UAE là cái cơ quan duy nhất tại UAE chịu trách nhiệm tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam của chúng ta về nước. Cho nên đề nghị mọi người hãy theo dõi giám sát thông tin. Và Đại sứ quán cũng nhắc nhở mọi người đó là hãy chú ý đó là mỗi công dân thì chỉ đăng ký một lần và phải cung cấp thông tin chính xác. Một số trường hợp thì cần gửi đủ các giấy tờ chứng minh hoàn cảnh khó khăn để cơ quan chức năng có cơ sở duyệt, đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân. Những trường hợp khó khăn cụ thể đó là thứ nhất là trẻ em nhỏ có đi cùng với người nhà thì phải có giấy khai sinh, có tên bố hoặc mẹ. Nếu trẻ em không đi cùng với bố mẹ thì phải làm thủ tục ủy quyền tại đại sứ quán. Thứ hai đó là phụ nữ có bầu thì phụ nữ đang mang thai thì phải có giấy khám bác sĩ có ghi tên của công dân. Và thứ ba là người có bệnh nền thì phải có hồ sơ khám chữa bệnh, chứng từ y tế tại UAE và có ghi rõ tên của công dân. Và thứ tư đó là lao động bị cắt hợp đồng. Và những trường hợp này thì phải có thông báo đã cancel visa hoặc thông báo cho thôi việc của chủ sử dụng lao động. Và những công dân mà có nguyện vọng và được xét duyệt về nước thì sẽ có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục pháp lý với cơ quan chức năng sở tại để mà được phép xuất cảnh. Và hiện nay thì cái thời điểm mà dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp thì đã có một số người Việt của chúng ta tại UAE đã bị nhiễm bệnh và đã có một trường hợp chết do Covid-19. Thì Đại sứ quán cũng xin thông báo đến cộng đồng và khuyến cáo tới mọi người là hãy lưu ý tự bảo vệ sức khỏe và thực hiện đúng các quy định của địa phương sở tại để mà đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Thực sự là cái nhu cầu mà về nước từ UAE, Qatar, Romania và một số nước khác thì rất là lớn và rất là nhiều quý vị đã comment với những bày tỏ là mong muốn được về Việt Nam sớm nhất. Thì cũng mong là trong ngày 9/3 này thì chuyến bay của chúng ta sẽ hạ cánh an toàn để mà đưa công dân của chúng ta bị mắc kẹt tại các nước sở tại nói trên sẽ về nước an toàn, sẽ sớm đoàn tụ với gia đình. Đó là một trong những tin vui mà Mini Việt Nam muốn chia sẻ tới quý vị. Đến đây thì Mini Việt Nam xin tạm dừng clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong clip tiếp theo.